Thưa quý vị, mới đây, Ban quản lý chung cư Vinhomes West Point ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã huy động nhiều đơn vị hỗ trợ cư dân tìm lại trang sức kim cương bị mất. Theo đó, người phụ nữ có thói quen sau khi sử dụng thì lâu rửa rồi bọc trang sức trong giấy khô rồi mới mang đi cất. Tuy nhiên, do bận chăm con bị bệnh, chị này chưa kịp cất thì chồng chị đã tiện tay bức luôn vì tưởng rét Chị T, sinh năm 1993, cư dân tòa nhà cho biết, chồng mình đã bỏ nhầm hai chiếc nhẫn và đôi bông tai kim cương mà chị cất trong bọc vào túi rác vào đêm 6 tháng 3. Tiếp nhận thông tin, anh Hoàng Ngọc, trưởng ban quản trị chung cư đã báo với ban quản lý chung cư để cử đội ngũ an ninh kiểm tra camera an ninh hoạt động của xe rác và liên hệ đội lao công hỗ trợ tìm đồ. Sau thời gian tìm kiếm, tài sản gồm hai chiếc nhẫn và một đôi bông tai đã được tìm thấy trong túi rác.